khách quan, chị cứ yên tâm nha. Và em hy vọng là chị đi tìm những chuyên gia tâm lý đi. Chị đi tìm những chuyên gia tâm lý. Chị hay đi. Cả một năm nay là tỉnh thất bồng lai phá nát gia đình của chị. Tan nát cũng bị giữ, doanh nghiệp cũng nghiễm bị với chị. Chị hay đi tìm những chuyên gia tâm lý đi chị. Tôi không biết nguyên nhân gì mà doanh nghiệp cũng nghiễm bị với chị. Mà phá nát gia đình của chị. Em có hiểu được đâu. Con gái nó lớn, nó phải lớn và nó trưởng thành. Em có hiểu được, nó là một cái ngoan hiền. Nhưng mà khi vào tình thất kỹ năng để chị lại đáng tình thất là tha con bé đi. Chị dạ. Về với chị đi. Chị có một đứa con gái thôi mà họ không tha. Nhưng mà em hỏi chị vậy nè. Anh chị trả lời thật lòng nha. Chị có nhốt bé ở trong phòng không? 60 lên mấy lần. Chị có nhốt bé ở trong phòng không? Em không hỏi có con. Khi nó về 6 tháng vừa rồi, chị cũng vẫn cho nó ở trong nhà hết. Nhưng mà đi đâu cũng có quan sát, chị hiểu chưa? Chị dạ. Nó lên cái đó nó nữa. Em hiểu chưa? Tức là giam lỏng. Ý là chị không cho đi ngoài tầm tay chị đi đâu là chị với anh hay là bà con giữ nó, em hiểu chưa? Dạ, nhưng mà đó không là giam lỏng đó. Nhưng mà bây giờ nếu như chị thả nó sẽ lên tầm thắt còn đây thì sao? Em phải hiểu chị chứ. Dạ, lúc ok. Lúc trước khi sao chị coi đi thoải mái. Nhưng mà lúc này nó về người ta điện thoại liên tục, người ta rủ lên nó. Chị sợ quá, chị phải là đi đâu có chị chứ. Có anh, có chị chứ, có bà con, cô bác đi theo nó chứ. Chị chơi đâu phải dẫn đi theo, phải có người theo nữa. Chứ không ta nó đi lên nó mình thắt cho mình sao chị giữ được. Thấy không giữ cho cha. Tức là chị, anh chị là đưa bé từ Đức Hòa lên là bằng, đưa từ Đức Hòa về là bằng xe cấp cứu đúng không? Nói chung á là chị cứu nó về trong có chị Đức Hòa mà họ trong khi con My nó không còn người bình thường. Dạ. Nhưng mà họ cứ ở trên đám mình thắt họ cứ giành giật với anh chị. Dạ. Cho nên bây giờ chị không nói nhiều nữa thôi. Em cứ cúp máy đi. Dạ, em cảm ơn chị, chúc chị một buổi trưa vui vẻ. Dạ. Kính thưa. Hello. Dạ chào mấy. Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh Phụ Niệm Mobile. Thì chúng ta được nghe một cái chích đoạn từ cái câu chuyện trao đổi giữa anh Nguyễn Trường Giang, Thám Tử Cao và mẹ của Diễm My. Thì với một cái nhà ý rất là tốt, rất là hay, cũng rất là nhân văn, thì Thám Tử Cao đã có cuộc trao đổi này với mục đích là hàn gắn lại gia đình và mong muốn là cái sự lớn quá mà cái câu chuyện lớn thành câu chuyện nhỏ và câu chuyện nhỏ quá không. Thì Phương Nghiêm Mobile cũng đã nghe cái đoạn đối thoại giữa Thám Tử Cao và mẹ của Diễm My. Thì Thám Tử Cao bảo rằng là anh ta sẽ tìm ra được bé Diễm My rất là dễ, đem về nhà. Nhưng nếu đem về nhà rồi thì gia đình có giữ được hay là không, đó mới là mấu chốt mà Thám Tử Cao quan tâm. Đây là một hành động phải nói là rất là hay, phải nói là đáng khen. Trong một cái giai đoạn mà hai bên giữa con và giữa gia đình có sự mâu thuẫn, đó là một vấn đề rất lớn trong xã hội hiện nay. Vấn đề mà chúng ta cắm đầu vào mà chúng ta đi kiếm tiền mà chúng ta không biết rằng là tiền nó có một giai đoạn nào đó nó rất quan trọng với mình, nhưng còn có một số giai đoạn nữa nó không còn quan trọng và cuộc đời chúng ta sẽ trở thành vô thường đó. Thì tiền thì rất là quan trọng đối với mỗi gia đình, thậm chí là mình nghe một bài cũng thấy nó cũng rất quan trọng, nhưng mà càng đi kiếm tiền thì mình cảm thấy là tiền thì có thể là có tất cả, nhưng có thể là có một thứ mà chúng ta không thể là mua được tiền đâu. Đó là cái sự việc mà nghĩa cử tình thâm, đúng không? Đó. Do đó là chúng ta cảm thấy cuộc sống chúng ta đầy đủ là được. Mình cũng nói với mọi người rồi đó. Chúng ta hãy cảm thấy trong cuộc đời của chúng ta chỉ hiện có một chữ đủ là được. Còn ai cảm thấy chưa đủ thì cứ tiếp tục. Trong cái cuộc sống mở mắt ra một cái là đi làm, đi về, ăn qua lo ăn cái, nằm xuống ngủ, rồi lại mở mắt ra là đi làm. Như vậy cuộc sống nó có sung sướng không? Cuộc sống nó có thú vị không? Chính vì lẽ đó mà có một số gia đình đã phạm những cái sai lầm như vậy. Và Thám Tử Cao cũng đã có một cái buổi nói chuyện rất là lâu
cái buổi nói chuyện này để mình xem coi coi bao nhiêu phút nha mọi người. Có một cuộc nói chuyện 24 phút 55 giây thì anh Tuấn Mới Cao này cũng đã chân tình, cũng đã tâm sự, phải là tự đáy lòng ra, tự đáy lòng ra. Và theo cái nội dung của video này thì anh ta cũng đã tìm ra rất nhiều các em mà bỏ nhà đi cả cái tuổi giống như dạng Diễm My mà cũng không có lớn, khoảng chừng 14-15 thôi. Có anh cũng kể là có những cái hoàn cảnh mà con mình đó nó bị cái tự kỷ mà không biết, tức là thay gì khen một lời khen với con mình thì không, hễ mà làm sai bất cứ một cái điều gì đó thì lại quánh đập, lại mắng mỏ, rồi có tình yêu thương nhiều hơn ít hơn người khác, thì từ đó đứa trẻ nó lại tự kỷ. Do đó là có một số mà trẻ em bây giờ là nó thích đi chơi game đó, thích làm những cái gì đó mà nó cảm thấy là nó đúng, nó không có sai, mặc dù là cha mẹ mình ở tuổi cha mẹ mình biết làm vào cái đó thì không có tương lai, nhưng mà ở trong cái tuổi đó bắt buộc nó phải chảy qua giai đoạn đó mà thôi. Có ai mà đã chảy qua giai đoạn mà trốn nhà đi chơi game không? Ở Phương Nam Mobile cũng đã chảy qua giai đoạn đó rồi. Thực tế đối với những người mê game á thì rất là thích, tại vì ở đó tự do nói chuyện, tự do ngôn luận, tự do làm bất kỳ cái gì đó. Đó, ở đó thì có nhiều bạn bè, rồi chơi đùa này kia đồ rất là vui. Còn cuộc sống ở nhà thì nó đang trong khuôn khổ, nó khuôn khổ, nó không có được tự nhiên như vậy. Đó là tại sao mà ở nhà sắm cái dàn vi tính mà mấy chục triệu mà không chơi, đi ra tiệm game chơi cho nó tốn tiền, vì cái nơi đó là nơi tự do. Đó thì cái cuộc mà trao đổi bữa Thám Bữa Cao và gia đình mấy Diễm My đã cho chúng ta biết rằng đó là cái sự việc sắp tới thì gia đình sẽ có thể là đầm đơn, có thể nha, theo suy nghĩ riêng bản thân mình là sẽ không có rút đơn lại kiện, hình như là kiện mấy Diễm My luôn rồi đó, không rút đơn lại được. Thì cái sự việc này quý vị biết, khi mà một đứa con mà nó làm một cái gì đó mà chúng ta không vừa ý, mà chúng ta cũng chỉ muốn nó làm theo lời chúng ta, và chúng ta chỉ muốn con chúng ta ở nhà thôi, không đi đâu cả, thì làm sao làm được ở cái xã hội 4.0 này, trong khi ở ngoài xã hội nó muôn màu, nó muôn vẻ. Quý vị biết nội cái vụ uống trà sữa thôi là một cái cực kỳ của một cái suy nghĩ của tôi trẻ nè. Không thích cái gì hết trơn, thích uống trà sữa mà trà sữa rất là mắc, thay vì uống cái thứ khác. Một ly cà phê chỉ bao nhiêu tiền, cao lắm là 20.000, đúng không quý vị? Còn ly trà sữa bao nhiêu, 50-60 ngàn, 70-80 ngàn. Thì tại sao mà nó lại thích như vậy? Cái thích cái đó thì nếu mà mình đã nằm ở trong cái tuổi đó thì mình cảm thấy là mình tiếc tiền, đúng không? Tiếc tiền mà tiếc thời gian. Ủa, nó ngồi ở quán trà sữa một ngày nó tốn 70-80 ngàn, cả 100 ngàn để ăn giặt nữa, mà nó được cái gì? Đó là xu hướng của giới trẻ bây giờ. Chúng ta không phải là những đứa trẻ như vậy, chúng ta không hiểu. Nếu chúng ta muốn hiểu thì chúng ta phải đi lại đó, chúng ta cùng chung một tiếng nói đó, mà chúng ta sẽ hiểu được cảm giác. Ủa, sao con vô quán trà sữa đi, con làm gì? Con lẽ nó làm gì? Ở đó rất nhiều bạn bè, ở đó rất nhiều cái người mặc đồ đẹp, ở đó rất nhiều cái cảnh mà để con selfie. Selfie là cũng là một cái phong trào của giới trẻ bây giờ. Đó là cái niềm vui. Còn chúng ta, cái tuổi chúng ta cảm thấy là cái đó không phải vui. Chụp hình có gì đâu vui, vô uống cái đó có gì đâu vui mà tốn tiền nữa. Thì chính vì cái chỗ đó là chúng ta không hiểu con chúng ta. Thì Thám Bữa Cao cũng đã hết rất nhiệt tình về vấn đề này rồi, nhưng mà cuối cùng là cũng không có mang kết quả gì cả. Thì bên gia đình Diễm My cũng có khẳng định là bé Diễm My ở nhà rất là ngoan. Sau khi mà vào Thiền Am rồi thì họ đã bị mất con, họ nghĩ là như vậy thôi, là đi về là không có muốn ở đâu cả, chỉ muốn đến Thiền Am thôi. Một ngày nhận mấy chục cuộc điện thoại thế nào thế đó, thì Thám Bữa Cao cũng đã chân tình rồi, anh ta cũng bảo rằng là thiếu tình yêu thương, thiếu tình yêu thương cha mẹ.
thì vấn đề mà Thám Ngữ Cao làm cái cầu nối để đi tìm ra được Diễm My và đưa Diễm My về nhà, mình nghĩ là chắc cũng không có khả năng, tại vì gia đình cũng đã ra giống như ra tối hậu thư rồi, cũng không có làm sẽ làm đến cùng chứ không muốn. Và mọi người thấy là nếu mà con người là cha là mẹ trong cái cuộc nói chuyện này thì mọi người nghĩ như thế nào? Dù gì đó cũng là khúc thịt của mình đẻ ra, dù gì đó cũng là máu mủ. Trong lúc chúng ta nóng giận là chúng ta nói như vậy thôi. Phương Nam Mobile cũng đã kể cho mọi người nghe rất nhiều câu chuyện rồi đó, về một đứa con và một người cha đó. Mình kể vắn tắt nha mấy người, có kể vắn tắt mà có khi là nó khác lại vô một tí, mọi người cũng thông cảm. Hôm trước mình cũng đọc cho mọi người nghe đó. Một đứa con cãi người cha, tại người cha bảo rằng đó là tuổi con là không nên yêu đương sớm, người con này không chịu. Cuối cùng là người con là lén đi làm đám cưới. Như vậy là người cha đã từ con luôn. Mà bẵng đi một thời gian thì cái hôn nhân nó đổ vỡ. Hôn nhân đổ vỡ thì người con này lại xin được việc làm mà không có được nhiều tiền, mà lại lo cho con nhỏ nữa. Do đó là người mẹ thì rất là thương con, nhưng người cha thì lại thẳng tính, có thể là giống như mà không thể nào tha thứ được. Do đó là người mẹ này đã lén đi gặp người con, bảo rằng là hôm nào cha con đi tập thể dục á thì con hãy vào nhà ăn với ba với mẹ đó, thì đều đặn hàng ngày, thể mà người cha đi tập thể dục một cái hay là có công chuyện gì một cái là người con dắt đứa cháu ngoại về đi ăn rồi đỡ tốn tiền. Thì một ngày nọ hai cha con lại đụng mặt với nhau, tại vì hôm đó trời mưa, có thể là chắc ông trời ổng khiến cho hai gia đình này hợp tan đó. Thì trời mưa, người con lại không kịp, thì cứ khúc mà ly lại kịp rồi thì gặp người cha đứng ở ngoài, thì thật là bỡ ngỡ, giây phút đó thật là bỡ ngỡ mọi người. Thì người cha mới nói mới mốt á, con có ăn thì con lại tự nhiên đi, chứ mỗi lần mà con lại là ba phải đi ra ngoài này qua chốt. Thì quý vị thấy là rõ ràng câu chuyện nó có cái khúc mắc rõ ràng quý vị đó. Thì sau câu chuyện đó thì mọi người suy nghĩ thế nào thì hãy cho mình biết cái comment với video đó. Rõ ràng là cái sự cố chấp của người cha, thay vì con mình nó lỡ như vậy rồi thì chúng ta có thể là cái danh dự, cái uy tín chúng ta lớn quá, đúng không? Chúng ta lớn quá, nhưng mà mình chúng ta hơn thua với người thân chúng ta đi được làm cái gì. Mình chỉ có tóm gọn là nhắn nhủ với Diễm My hay là gia đình Diễm My, thực tế là mình cũng rất là cảm thấy cái câu chuyện này cũng rất là đau xót. Con mình sinh ra mà nó không nghe lời mình cũng buồn chứ, nhưng mà bây giờ xu hướng nó như vậy, vì trong cái quá trình mình dạy dỗ nó, mình đã bị lỗi một chỗ nào đó chăng, đúng không? Thì mình chỉ mong muốn rằng mình chỉ tặng cho tất cả mọi người, tặng con Diễm My và gia đình thì câu nói thôi đó. Hơi sức nào mà đi giận người dân là thứ nhất nào là hơn thua với người thân, đi hơn thua với người ngoài này, thì nó còn có nghĩa hơn. Người thân là những cái người mà chúng ta đã chọn cái tình yêu thương vào đó, chúng ta có thể là nhúng nhường nhau một chút thì cuộc sống chúng ta sẽ dễ hơn. Cũng giống như mà có cặp vợ chồng vậy đó, sống nhau 70-80 năm, hỏi thì một trong hai người đó nói là chỉ cần nhịn nhau một chút là sống cả đời thôi. Thì mình chỉ mong muốn rằng Thám Ngữ Cao sắp tới sẽ nhẫn thêm một lần nữa để đưa ra những cái kinh nghiệm mà về thuyết phục về những người con mà bỏ gia đình đi, giống như anh ta nói là có kinh nghiệm trên 15 năm về cái sự việc mà tìm những đứa con mà bỏ nhà đi vô duyên vô cớ, bỏ nhà đi không có đâu ạ. Thứ nhất là thiếu tình yêu thương, tự nhiên lúc trước mình là cục cưng, sau này cái đẻ thêm đứa nữa thì mình là cục gì, thì con mắt tự nhiên cảm thấy là mình chới với mình. Lúc trước mình là cha mẹ muốn chiều muốn cái gì cũng được hết trơn, sau này cái đẻ thêm đứa nữa thì mình lại bị lạc son, tại vì mình bị lạc son đó, ở lạc son đó, đó thì mình cảm thấy là mình mất tình yêu thương và phải đưa mình vào một cái tâm trạng mà chới với.
tức là tự nhiên cái mẹ ơi cũng muốn ăn ở đó, thôi tao dẹp mày quá cái đó đi em mày đó. Mình nếu mà lỡ may mình nói ra cái câu đó thì thành ra là đứa con nó sẽ buồn, nhưng mà nó không có nói ra được, có khi nó không dám nói ra được, tại vì nhỏ mà không nói ra được. Nhưng mà càng ngày cái sự việc đó càng đối xử càng nhiều như vậy thì nó cảm thấy là nó sẽ bị tự ti và nó không muốn nói chuyện với ai nữa. Vì sao? Cái tình yêu thương, nó nghĩ rằng cái tình yêu thương nó không còn nữa, cái tình yêu thương không còn nữa. Ví dụ như thương cái ngón tay của chúng ta nè, cũng có ngón dài ngón ngắn, thì trong con chúng ta có đứa thương nhiều thương ít, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà đối xử như vậy. Cái đó là mình ví dụ cho quý vị và các bạn biết. Và tuổi trẻ bây giờ không giống như tuổi trẻ thế hệ của mình, cái giải trí và những cái vụ mà về cái điện thoại hay là về những cái nhạc hay là gì đó, nó rất là đa dạng, rất là đa chiều. Do đó chúng ta phải theo sát con của chúng ta. Chúng ta có thể là làm bạn của con chúng ta để chúng ta hiểu rõ ràng là con chúng ta cần gì và muốn gì, và chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Giống như mà mình coi những cái bộ phim, bây giờ con buồn cái gì con nói cho mẹ nghe, không nói sao cái nói thôi, con hãy coi mẹ như là một người bạn, nếu con có buồn phiền gì con hãy nói cho mẹ nghe. Thì đó, thì từ đó nó có sự đồng cảm. Có nhiều bộ phim mình coi á là vì đi kiếm tiền nhiều quá mà con mình bị trầm cảm lúc nào mà không hay. Muốn cha mẹ đi theo để dự một cái buổi tiệc lãnh thưởng, cha mẹ nó con bà ba mẹ bận rồi đi không được. Muốn cha mẹ khen mình một tiếng khi mình được điểm 10 cũng không có. Muốn cha mẹ mình mà cho mình nhõng nhẽo một chút xíu khi mình đi vào một cái gì đó cũng không có. Từ cái chỗ đó người con cảm thấy là mình bị cô lập và tự kỷ. Từ cái sổ tự kỷ đó mà khi mà tìm được một cái gì đó mà có sự quan tâm hơn, thì những đứa bé tự kỷ này nó cảm thấy là cái đó mới là cái mà nó cần đến. Nhưng mà nó quên mất rằng cái cần đến nhất là cái cần cái sự yêu thương của tự gia đình và tự lớn lên bằng cái tự yêu thương. Nhưng mà trong cái quá trình lớn lên giống như Thám Tử Cao trao đổi với gia đình với Diễm My đó, là ta thiếu tình yêu thương từ cái giai đoạn từ 5 tuổi đến 11 tuổi gì đó. Đó thì Thám Tử Cao cũng đã khuyên rất nhiều trong video, trong cái này bảo ghi âm là nên tìm chuyên gia tâm lý. Mình thấy là có ràng là chúng ta lớn, chúng ta làm cha mẹ nhưng mà chúng ta cố chấp, chúng ta chưa bao giờ hiểu, chưa bao giờ hiểu và chưa bao giờ hỏi con mình nó cần cái gì. Giống như Funel Bay nói với mọi người đó, ăn bánh mì không, tôi mua cho một ổ, ok, mày ăn ớt được không, ta ăn ớt không được. Nếu chúng ta không hỏi câu đó, chúng ta mua ổ bánh mì về, ví dụ như không ăn thịt chỉ ăn pate gan thôi, vì mình thì mình ăn theo ý mình là mình ăn thịt và ăn ớt, như vậy là ổ bánh mì đó người ta ăn không được, ớt người ta ăn không được. Thịt và pate mà thì người ta chỉ ăn pate thôi, ăn thịt ta không được. Như vậy là bằng mình thì mình có ý tốt giúp người khác, nhưng mà người ta lại nghĩ là mình, người ta lại nghĩ khác là cho thì tôi cũng không có ăn được đâu, nhưng mà người ta không có nói, đúng không? Đó, do đó là mình cũng phải tôn trọng khi mà mình có một quyết định gì đó mà có liên quan đến sự riêng tư. Mặc dù là gia đình chứ phải có sự riêng tư chứ. Thì nói chung đó là 100-1000 gia đình thì nó phải xảy ra cái chuyện mà con không nghe lời cha mẹ là chuyện nói chuyện bình thường. Chúng ta phải chấp nhận và chúng ta phải làm bạn một thời gian với con mình để con mình hiểu mình hơn. Ví dụ như cha là bác sĩ, bắt con là bác sĩ luôn, sao làm nổi. Mình có một cái có trường hợp mà thật tình luôn, người cha là bác sĩ rất là giỏi, người con thì học lực chỉ có trung bình, bắt làm và bác sĩ thi vô ngành bác sĩ, bắt thi mười mấy lần thi không đậu, trong khi thi những ngành khác là đậu thủ khoa mà không, ví dụ như thi về nông lâm đậu thủ khoa luôn mà cũng không được học, vì thấy rõ ràng tại sao chúng ta ép, làm sao ta ép con chúng ta vào một cái là quá sức mà chúng ta không hiểu cái cảm giác học đến nỗi mà quý vị biết, các bạn biết là mình lại nhà mình chơi đó là ngơ ngơ ngáo ngáo không nhận ra mình luôn. Ủa ông là ai, tôi thấy quen quá, trời ơi tôi học chung trong cấp 3 năm mà ông quên hả, tôi với ông mà còn đi này đi kia nữa, mà đi chơi này kia cắm trại ngủ đêm tùm lum tùm la hết trơn mà ông bây giờ ông không nhớ tôi hả. Tôi thấy nhớ, tôi thấy mại mại thôi, tôi không nhớ ông là ai, trời ơi. Quý vị thấy rõ ràng đó, do đó là mình cũng mong muốn rằng
từ cái câu chuyện của bé Diễm My sẽ là một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta. Chúng ta kiếm tiền nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng quan tâm về gia đình hơn nữa, đặc biệt là những đứa con của chúng ta. Chúng ta phải hiểu rõ là cái xã hội 4.0 bây giờ nó đầy dẫy những cái giải trí. Nhưng mà còn cái thế hệ của chúng ta thì chúng ta 8X thì chúng ta làm gì có mấy vụ đó. Lúc đó điện thoại còn chưa có, làm sao mà biết cái quán này ăn ngon, quán này ăn dở. Bây giờ thì cầm cái điện thoại lên cái là biết cái quán này như thế nào, quán này thế kia, và cái cảnh này đẹp, chụp hình thế này, có sự so sánh đó. Thì giới trẻ bây giờ, cái trào lưu bây giờ chúng ta muôn màu muôn vẻ. Do đó là chúng ta muốn hiểu rõ con chúng ta hơn thì chúng ta hãy dẹp qua cái vai trò làm cha làm mẹ, mà chúng ta phải đưa vai trò làm bạn vào thì con mình mới thổ lộ với mình. Có những vấn đề mà tế nhị mà không thể nào thổ lộ với người thân được thì đa số những giới trẻ là thổ lộ với bạn bè nó không, và nó coi bạn bè nó còn thân thuộc hơn gia đình nữa. Nhưng mà sau khi trải qua được giai đoạn đó và bắt đầu vào cái giai đoạn mà giống như mà đi kiếm tiền nuôi thắng bản thân rồi, thì lúc đó những đứa trẻ đó nó mới cảm thấy là cảm ơn cha mẹ đó. Khi mà cầm cái đồng tiền trên tay rồi, nhận được cái lương đầu tiên rồi, nó cực khổ cỡ nào, nó khó khăn cỡ nào, thì lúc đó đứa trẻ nó mới nhìn nhận ra rằng cái tiền mà nuôi dạy từ nhỏ đến lớn, từ lúc nó 0 tuổi đến 18 tuổi là vấn đề không hề đơn giản. Giống như Phương Nghe Mai cũng đã phân tích rồi đó. Nuôi một đứa trẻ mà từ 0 tuổi đến 18 tuổi tốn ít nhất là phải 500 triệu. Bây giờ con làm 500 triệu con trả cha mẹ đi, con có làm nổi không? Bởi ví dụ như vậy, làm sao làm được? Thì thế hệ nối tiếp thế hệ. Hồi nhỏ thì mình được cha mẹ mình nuôi, thì sau này mình nuôi con mình lại giống như vậy thôi. Có gì đâu mà phải tính toán sao đâu, đúng không? Đó, thì mình chỉ mong muốn rằng Thấm Cửa Cao sẽ làm thêm một thuyết phục nữa để cho Diễm My hiểu rõ rằng gia đình mới là quan trọng. Còn em đã chọn được một cái con đường em đi rồi, thì cũng mong muốn rằng con đường đó sẽ đem lại nhiều hạnh phúc cho em. Ok, thì video phân tích về cái cuộc nói chuyện giữa Thấm Cửa Cao và gia đình Diễm My để hàn gắn lại nghĩa cử tình thân, máu mủ tình thân, cũng xin kết thúc tại đây. Thì mình có những nhận xét như vậy, còn quý vị cảm thấy thế nào thì quý vị hãy để comment của video này. Thì mình nói quý vị rằng mình đã cho quý vị nghe một lần, thì mình sẽ cho mọi người nghe một lần nữa cái sự mà nói chuyện vừa gia đình Diễm My, là mẹ Diễm My đó, với Thấm Cửa Cao. Thì nói chung là sắp tới sẽ có những cái cho những cái video không có mong muốn, và Phương Nghe Mobile cũng không mong muốn vấn đề này. Cái cuộc xung đột giữa gia đình, giữa người con mình yêu thương đã xảy ra trên mạng xã hội như vậy là mình cũng không mong muốn, và mình mong muốn rằng mọi người hãy có sự giữ bình tĩnh và bình luận chuẩn mực về vấn đề này. Ok, mọi người nghe một lần nữa nha. Mọi người có thể là qua Thấm Cửa Cao để nghe trọn vẹn cái video clip này. Những cái lời chân tình của ảnh rất là hay, rất là tốt. Mọi người thực tế là mình rất là cảm ơn ảnh đã có một tấm lòng, phải nói là nghĩ về một người khác như bé Diễm My và nghĩ về gia đình một cái rất là tốt. Ok. Cảm ơn rất nhiều. Ok chị. Nhưng mà không cần anh chị thuê, mà cũng không bất cứ ai thuê, mà em muốn làm đó thì thật. Thật sự em chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng nào. Em hy vọng là em sẽ tìm bằng chứng, nếu như mà có sự việc á mà người nào đó dụ dỗ với My, đúng không? Làm không đúng thì em sẽ giúp. Tức là em không cần anh chị thuê, mà cũng không bất cứ ai thuê, mà em muốn làm đó thì thật thôi. Nếu em tìm giùm mà được bằng chứng mà ai mà đứng sau Diễm My lên. Thì gia đình bé Diễm My vẫn bảo thủ với cái quan điểm mà bảo rằng là mà có ai đó đã dụ dỗ bé Diễm My để nói lên những lời như vậy, và tiêm điểm là cứ nói là bà Thiện Am và Vũ Trụ, mà Thấm Cửa Cao bảo rằng là chưa có bằng chứng nào mà chứng minh được cả. Thì theo các bạn thì trong câu chuyện này bao giờ mới kết thúc? Ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Ok, xin chào, tạm biệt.